Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Y tế yêu cầu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực nguy cơ cao. Nhiều ưu đãi cho vay vốn đối với y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Giải pháp ứng phó khi thức ăn chăn nuôi tăng cao ở Hưng Yên. Bắt giữ 9 thanh niên tụ tập bay lắc trong cửa hàng quần áo ở Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đặc biệt lưu ý việc đánh giá tình hình dịch bệnh để phân loại các khu vực theo mức độ nguy cơ và triển khai xét nghiệm thần tốc. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở, hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần, từ 2 đến 3 ngày một lần. Lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, mẫu gộp theo nhà ở, hộ gia đình. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở, hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần, 5 đến 7 ngày một lần. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, mẫu gộp theo nhà ở, hộ gia đình. Tiếp tục xét nghiệm, tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp cấp, đến cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng. Hà Nội sẽ xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Ngày 6 tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành công điện số 20 về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trước 15 tháng 9 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 để thành phố vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế tại quyết định số 3989 QĐ-BIT ngày 18 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội sẽ phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ, xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo quyết định 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, người dân thành phố Bắc Cạn đã nghiêm túc thực hiện những biện pháp an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tổ dân phố 9, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn có 106 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ đã thành lập 6 nhóm tổ COVID cộng đồng với hơn 30 thành viên. Nhiệm vụ của các tổ COVID cộng đồng là tới từng hộ gia đình tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân các biện pháp phòng chống dịch, cho từng hộ ký cam kết thực hiện, yêu cầu và hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe, đồng thời giám sát, phát hiện và báo cáo cho chính quyền và y tế tuyến phường những trường hợp nghi mắc COVID-19 phát hiện được tại các hộ gia đình. Phát hiện, báo cáo chính quyền địa phương những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và trợ giúp chính quyền địa phương, trạm y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên quan. Và khi nhận được các cái loại văn bản của cấp trên về việc phòng chống COVID thì tôi đã trực tiếp phát các loại văn bản đến từng hộ nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Cùng với đội quân tinh nhuệ của tổ COVID cộng đồng thì trạm truyền thanh của tổ được đặt tại nhà ông tổ trưởng được xem như một pháo đài thông tin. Nhiều nội dung như hướng dẫn các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng, các biện pháp phòng dịch cho người già, trẻ nhỏ đều đặn được ông tổ trưởng lựa chọn phát loa tuyên truyền vào thời điểm cuối giờ chiều lúc mọi người có mặt ở nhà. Khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, ông cũng kịp thời thông báo cho bà con. Đặc biệt, vừa qua hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc ủng hộ hàng hóa cho Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau vài tiếng phát động, tổ đã thu được số tiền trên 20 triệu đồng để ủng hộ 2 tấn bí và gần 100 thùng dầu ăn. Cái việc mà đáp lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sông Cầu và được qua thu, qua tổng hợp thì đã được trên 20 triệu đồng để ủng hộ cho đồng bào. Các đồng chí đảng viên, các hộ gia đình phát huy tinh thần đảng mình, đây là những hành động cách mạng cụ thể, thiết thực nhất và ủng hộ cho được đồng bào được một cái kết quả tốt nhất. Dưới vai trò chỉ huy tiên phong gương mẫu kiên quyết của bí thư chi bộ,
tổ trưởng dân phố. Người dân tổ 9 phường Sông Cầu luôn đoàn kết đồng lòng, đã và đang thực hiện tốt các chủ trương của Đảng trong cuộc chiến chống giặc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhiều đơn vị chức năng khuyến cáo về an toàn trong phòng chống dịch. Thư viện tỉnh Nam Định đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện đúng quy định trong hoạt động phục vụ nhân dân. Với tổng số 138.000 bản sách đa dạng ở nhiều chủng loại, thư viện tỉnh luôn duy trì ổn định gần 2.000 thẻ bạn đọc, trong đó có hơn 1.300 bạn đọc thường xuyên. Mỗi ngày trung bình có trên 200 lượt độc giả đến đọc mượn sách. Do vậy, việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch là vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với độc giả đến với thư viện tỉnh. Có khác cái là mình đến đây là mình tuân theo cái quy định 5K, nghĩa là ví dụ như là đeo khẩu trang, sát khuẩn và ngồi giãn cách theo cái quy định chung. Còn tất cả đều là tiến hành bình thường, không có vấn đề thay đổi cả. Thư viện tỉnh đã thường xuyên khử trùng, vệ sinh các kho sách, phòng đọc, bố trí đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại các địa điểm phục vụ bạn đọc. Số lượng bàn ghế tại các phòng đọc được sắp xếp đảm bảo giãn cách tối thiểu. Tại khu vực mượn trả sách thực hiện giữ khoảng cách tiếp xúc từ 1m trở lên. Yêu cầu tất cả các cán bộ làm việc tại các phòng phục vụ bàn đọc phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K và thường xuyên lau chùi các bề mặt tiếp xúc để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan, quản lý người ra vào cổng thư viện để quét mã QR, rồi khai báo y tế đối với trường hợp mà không sử dụng điện thoại thông minh và sử dụng các ứng dụng Bluezone để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Và do tình hình ảnh hưởng của dịch Covid thì cái công tác xuất bản, in ấn cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì cái công tác bổ sung sách báo thì vẫn được đảm bảo về số lượng và chất lượng đúng như kế hoạch bổ sung sách đã đề ra. Thư viện tỉnh đã tổ chức khai thác hiệu quả website www.thuvietnamdinh.vn, tạo điều kiện để bạn đọc truy cập và tìm kiếm thông tin thuận lợi ở mọi nơi mọi lúc, nhằm giúp độc giả ở tại nhà vẫn có thể tiếp cận kho tàng tri thức dễ dàng trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Nhằm hỗ trợ người phục vụ tuyến đầu chống dịch vượt qua khó khăn, nhiều tổ chức đã thực hiện chương trình cho vay đồng hành cùng ngành y, chung tay chống dịch, đã thu hút được nhiều cán bộ công nhân viên trong ngành vay vốn. Cụ thể, các cán bộ y tế sẽ được tiếp cận với gói tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống, không tài sản đảm bảo, quy mô 5.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay cố định 1% một năm áp dụng cho 24 tháng đầu. Số tiền cho vay không quá 50 triệu đồng một cán bộ y tế. Ngoài ra còn có gói tín dụng phục vụ nhu cầu nhà ở quy mô 20.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay cố định 5,5% một năm áp dụng cho 24 tháng đầu. Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức giảm lãi suất đối với một khoản vay hiện hữu hoặc áp dụng đối với khoản vay mới. Đây là chương trình vừa mới được triển khai tại Bắc Cạn và đã có nhiều hồ sơ xin vay vốn ưu đãi từ cán bộ y tế tỉnh Bắc Cạn. Thời gian triển khai các nguồn vốn ưu đãi trên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 hoặc đến khi hết quy mô gói, với những ưu đãi vượt trội và điều kiện thủ tục thuận lợi nhất, phù hợp với quy định của pháp luật. Sự kéo dài của dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều người dân nghèo trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng đã khó khăn, nay càng chật vật hơn. Do đó, Công an thành phố đã chuẩn bị 2.000 phần quà trao tặng cho những hộ đặc biệt khó khăn, hộ yếu thế trên địa bàn nhằm chung tay giúp người dân thành phố vững tâm vượt qua đại dịch. Hôm nay, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi và tặng quà cho người dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Hôm nay có đại diện ban giám đốc công an để đến hỗ trợ cho một món quà. Chia sẻ rất là to lớn đối với gia đình của tôi và tôi cũng thành thật xin chân thành cũng xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cảm thấy là rất là xúc động với sự quan tâm này, với sự quan tâm của đồng chí đối với các cái hộ này. Đây là một sự động viên to lớn, có sự cổ vũ để cho người dân vượt, cố gắng cùng nhau vượt qua được cái đại dịch này. Không chỉ có địa bàn quận Hải Châu, các cán bộ chiến sĩ Công an Đà Nẵng cũng trực tiếp đến thăm những hộ gia đình khó khăn, người tạm trú trên địa bàn 7 quận huyện của thành phố. Các phần quà là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố, giúp người dân yên tâm hơn, đồng lòng cùng thành phố vượt qua đại dịch. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất tiếp tục dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô, xe mô tô và dừng hoạt động bến khách ngang sông, đường thủy nội địa. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nhằm đảm bảo các yêu cầu tại chỉ thị số 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19,
đối với việc vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh, xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia và xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu đã được cấp mã xác nhận trước ngày 4 tháng 9 năm 2021. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an thành phố cấp mã xác nhận và giấy đi đường cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia và phục vụ năm học mới năm học 2021-2022. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi bò hoặc tự sản xuất chế biến thức ăn là những giải pháp hiệu quả của nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm ứng phó với tình trạng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong thời gian gần đây. Trang trại của ông Nguyễn Văn Vẻ ở xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu trước đây nuôi lợn. Tuy vậy, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, gia đình ông chuyển đổi sang nuôi bò. Tận dụng diện tích chuồng trại và nguồn thức ăn xanh cùng phụ phẩm nông nghiệp, ông Vẻ nuôi 160 con bò, chủ yếu là bò 3B. Mô hình này ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu. Con bò nó chăn nuôi trong cái thời điểm mà chăn này thì nó chỉ là cái con ăn cỏ, uống nước lã. Thế trong khi đó lại dịch bệnh và áp lực của dịch bệnh nó rất là ít. Dẫn đến là nếu như mà có khó khăn về cái tình hình nuôi về thức ăn của nó ấy, thì chỉ có cho nó ăn cỏ uống nước lã là cũng có thể là sống được rồi. Không chỉ ông Vẻ, hiện nay nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đầu tư chăn nuôi bò theo hướng Việt Gáp với tổng đàn gần 40.000 con và cho hiệu quả kinh tế cao so với chăn nuôi các con khác. Mỗi con là nào được 15 đến 20 triệu, trừ chi phí rồi là được như thế. Để ứng phó với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, ở xã Giả Trạch, huyện Khoai Châu, phần lớn các trang trại chăn nuôi lợn đều đầu tư hệ thống chế biến thức ăn chăn nuôi để chủ động nguồn cung và giảm giá thành. Trong khi đó, chất lượng thức ăn đều bảo đảm theo quy định. So với thị trường thì giá cám thì rẻ được từ 500 đến 1.000 cơ. Nếu mà những các hộ chăn nuôi thì nên phát triển trên này. Bởi vì mình phải chủ động thức ăn được thì mình sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Chứ là về chi phí, nó, giá thành nó rất xuống rất là nhiều. Mà hai những cái gì mình cho con lợn ăn là mình nắm được. Nên là mình để giải quyết được cái bài toán kinh tế là cực kỳ hiệu quả luôn. Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng từ 15 đến 20%. Giá thịt gà, lợn giảm cộng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đầu ra của sản phẩm. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo các trang trại phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao tỷ trọng đàn châu bò là những vật nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu, tận dụng tốt nguồn thức ăn xanh và phụ phẩm của nông nghiệp. Cùng với đó, tự chế biến thức ăn cũng là những giải pháp để giảm giá thành đầu vào và nâng cao giá trị trong chăn nuôi. Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng công tác xây dựng chất lượng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm địa phương, trong đó quan tâm xây dựng và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, riêng năm 2021, toàn tỉnh có 9 sản phẩm và bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Kết quả có 5 trên 9 sản phẩm và bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia đã được Bộ Công Thương công bố tại quyết định số 1997 ngày 23 tháng 8 năm 2021. Cụ thể, bộ sản phẩm và sản phẩm lụa của công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc, rượu vang Sơ Tao Đà Lạt của công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng, sữa chua uống có đường của công ty cổ phần sữa Đà Lạt, cao nước Artiso của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Uyên và bộ sản phẩm Macca Vietnut của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Huy Hiếu. Thông qua việc được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, các sản phẩm sẽ có chỗ đứng, sức cạnh tranh với thị trường trong nước và thế giới. Với chất lượng đã được đánh giá và khẳng định, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia này chủ yếu được tiêu thụ thông qua hợp đồng. Kính thưa quý vị, 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,6%, trong đó khai khoáng giảm mạnh nhất với 47,3%, doanh thu bán lẻ giảm 6,2%, doanh thu dịch vụ giảm 10,6%, nhiều dự án bị dừng thi công hoặc thi công cầm chừng, nhiều hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 85,5%, đầu tư nước ngoài giảm 43,6%. Đây là những con số đáng buồn về kinh tế những tháng vừa qua ở nước ta. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của thành phố này. 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,6%, trong đó khai khoáng giảm mạnh nhất với 47,3%, doanh thu bán lẻ giảm 6,2%, doanh thu dịch vụ giảm 10,6%. Nhiều dự án bị dừng thi công hoặc thi công cầm chừng, nhiều hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 85,5%, đầu tư nước ngoài giảm 43,6%.
Sau hơn 3 tháng nỗ lực ba tại chỗ, các doanh nghiệp đã bắt đầu ngấm đòn. Hiện chỉ khoảng 50% doanh nghiệp là có thể hoạt động, năng suất tối đa cũng chỉ đạt 50%. Chưa kể còn phải đối mặt với hàng loạt các khoản phí gia tăng do sự đổ gãy của chuỗi cung ứng, doanh thu có thời điểm giảm đến 60%. Trước đây thì cái chi phí lao động trong cái kết cấu giá thành nó khoảng độ 15 đến 20%, thì bây giờ nó là hơn 30%. Thì cái chi phí nặng nhất là chi phí lao động. Cái thứ hai là cái chi phí tuân thủ về phòng dịch, nó làm cho cái chi phí sản xuất chúng tôi đội lên cũng khá lớn. Thiếu hụt về linh kiện điện tử của toàn cầu đó rất là cao, và những linh kiện đó ảnh hưởng đến cái việc sản xuất của chúng tôi rất nhiều. Đó là một. Cái thứ hai là cước phí vận chuyển nó tăng lên hàng tháng, hàng tuần. Khó khăn chồng chất khi thành phố tiếp tục siết chặt giãn cách để kiểm soát dịch, chi phí sản xuất tiếp tục tăng thêm 30-50%, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp có thể duy trì với 50% nhân lực xanh, kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài. Nên hiện nay là các doanh nghiệp chúng tôi là cố gắng phải bằng mọi giá phải duy trì, chứ một khi đã sút đao mà khởi động lại là một vấn đề lớn. Tuy nhiên thì hiện nay cũng trên 50%, nếu không nói là 70% là các doanh nghiệp họ cũng đã từ từ họ sút đao rồi. Ngừng sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng thì doanh nghiệp mất đơn hàng. Và những đơn hàng đó họ chuyển đi những cái nước khác, và doanh nghiệp của mình thiệt hại rất là nặng nề. Và chắc chắn một điều là đối tác họ sẽ không chuyển lại cái đơn hàng đó cho mình, và ảnh hưởng trầm trọng đến cái lực lượng lao động sản xuất tại các nhà máy. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, trong lúc các lực lượng chức năng căng mình chống dịch thì vẫn có nhiều trường hợp chống đối, vi phạm quy định phòng chống dịch. Để cảnh tỉnh, ngăn chặn kịp thời, sáng ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án hình sự chống người thi hành công vụ xảy ra trong khu cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 896 thuộc tỉnh Cà Mau. Theo cáo trạng, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh là đối tượng đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896, phường 6, thành phố Cà Mau. Tuy nhiên, chiều ngày 4 tháng 7, Thanh lén lút mua bia vào khu cách ly uống. Đến tối cùng ngày thì gây rối đánh nhau với những người cách ly chung. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly mời ra làm việc, Thanh đã đánh nhau với một cán bộ công an phường 6, làm cho người này bị xây sát nhiều nơi trên cơ thể. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo đã tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo với mức án 1 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ 9 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong một cửa hàng quần áo nam. Các đối tượng gồm Trương Văn Hát, sinh năm 1999, trú tại thôn Ngọc Trấn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, là chủ cửa hàng. Phùng Thế Tê, sinh năm 2003, Nguyễn Văn Bê, sinh năm 1999, Phạm Tuấn A, sinh năm 2003, đều trú tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nguyễn Tiến Đê, sinh năm 1999, Nguyễn Văn Cê, sinh năm 1999, Hoàng Quốc V, sinh năm 1996, đều trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Quảng Ninh. Lê Kiều V, sinh năm 2002, trú tại ấp Tân An A, xã Tạ An, Khương Đông, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Và Vũ Thanh L, sinh năm 2000, trú tại khu 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh. Tăng vật thu giữ gồm một bật lửa, hai đĩa sứ trắng, trên mặt đĩa còn bám các hạt tinh thể màu trắng, hai túi ni lông màu trắng, kích thước 3 x 2,5cm, hai ống được cuộn bằng tờ tiền polymer mệnh giá 100.000 đồng và một thẻ căn cước công dân. Lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 9, tại khu vực suối dưới chân thác Sảng Trải, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là cháu PDT sinh năm 2009, trú tại thôn Trúng Trải, thị trấn Mường Khương, là học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở thị trấn Mường Khương. Sau buổi khai giảng về nhà, sau khi ăn cơm chưa xong, cháu ra suối chơi, tắm thác và không may xảy ra tai nạn. Tới gần 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm địa phương mới tìm thấy thi thể của cháu, đưa về bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.